Xin chào quý vị và các bạn, đây là chiếc máy phát điện chạy dầu. Chiếc bên tay phải các bạn kia là Denio DA5000 và chiếc bên tay trái các bạn đây là chiếc Zanma IDG5500. Thì các bạn có thể thấy được hình thích của hai chiếc máy này. Hai chiếc máy này có công suất gần tương tự với nhau. Chiếc DA5000 kia thì nếu mà các bạn sử dụng cho những cái công việc như là cần những cái nồi đồng cối đá thì nó sẽ ưu việt hơn. Thì các bạn thấy hình thức máy rồi củ phát hình thức máy rồi là kích thước của nó tương đối lớn. Chiếc đấy thì nó lại khác với chiếc Zanma bên này thì nó sử dụng động cơ L100. Chiếc Denio thì nó sử dụng động cơ L990. Ok. Và một điểm khác nữa thì chiếc này là điện zin 220V và chiếc kia là điện 100. Và khi về Việt Nam để sử dụng được thì chúng ta phải chuyển. Hai chiếc này thì nó cùng phân khúc với nhau, gần như nhau. Chiếc kia thì là sản xuất tại Nhật và dùng cho thị trường nội địa. Chiếc này cũng sản xuất tại Nhật và dùng cho thị trường nước ngoài, do đó điện zin là điện 220 luôn. Các bạn có thể thấy hình thức của hai chiếc. Chiếc này thì nó của cái lô mà 12 chiếc hôm 30/4/1/5 chúng tôi về. Và trong cái lô đấy thì có 4 chiếc Zanma, có 4 chiếc Zanma là có đề và 8 chiếc còn lại là không có đề. Và giá của hai loại này, Zanma có đề và không có đề, sẽ chênh nhau tầm 2 triệu. Các bạn có thể thấy được, đây là chiếc Zanma. Chiếc Denio thì chúng tôi không quay cho bạn nữa, chúng tôi đã có clip rồi. Các bạn nhìn thấy được, máy còn rất là chất, liền lạc, có đề các bạn nha. Và chiếc này thì chúng tôi chưa vệ sinh, các bạn có thể thấy được còn nguyên, chưa vệ sinh gì cả, chưa dọn rửa gì. Và mang ra thì máy vận hành luôn. Tôi thử đốt cho các bạn xem máy hàn, thử chạy, thử test con này chạy máy hàn. Các bạn có thể thấy được những chiếc này chạy công trường thì rất là ok. Chiếc này có độ ồn thì các bạn có thể check lên website thì nó có độ ồn là khoảng tầm 84 dB. 84 dB, rất là êm, không phải là quá ồn. Máy còn rất là liền lạc. Sử dụng củ đề của Hitachi. Đây phần củ phát đây. 4,2 kPa các bạn nhá. Dòng điện 220 luôn. Rồi sẽ quay một chút như thế này các bạn có thể nhìn thấy. Rõ hơn cái phần đấy. Đây phần động cơ đấy. Củ là 100 luôn. Củ này là made in Italia, made in Japan. Đây các bạn thấy tem này thì chúng tôi cũng chưa tháo này ra vệ sinh, các bạn thấy cái tem nguyên bản của nó vẫn còn nguyên này. Cái phần củ này chưa tháo ra tí này, cái tem giấy vẫn còn này. Đấy. Con này tần số 50Hz luôn. Máy chạy dầu, cách âm vừa đè vừa giật. Sử dụng công trường thì rất là trâu bò. Con này thì giá tiền nó vừa phải. Nếu mà các bạn muốn mua những chiếc như này này mà chạy có thùng cách âm ấy thì giá của nó thì rất là đắt. Các bạn sẽ phải chi một số tiền nữa, gần gấp đôi nữa. Ok, chúng tôi sẽ nổ thử cho các bạn. Không cần nổ ốc quy, dập nổ luôn. Nhẹ nhàng thôi.
Các bạn muốn mua hàng thì các bạn vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0961 349 345. Vui lòng like, subscribe cho kênh máy video của các bạn quan tâm theo dõi.